Thưa quý vị và các bạn, Lệ Quyên hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục Sức khỏe và đời sống trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Hùng Anh và Lệ Quyên thực hiện, để chúng ta cùng chia sẻ những biện pháp chăm sóc sức khỏe và những kinh nghiệm trong cuộc sống. Hùng Anh xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong tiết mục Sức khỏe và đời sống hôm nay, trước hết Hùng Anh và Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài Những biện pháp phòng chống bệnh phụ khoa. Sau đó là bài Những điều cần chú ý khi ăn hải sản. Thưa quý vị và các bạn, bệnh phụ khoa không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của chị em phụ nữ. Nhưng chuyên gia nhấn mạnh, những thói quen tốt trong cuộc sống có thể phòng chống được bệnh phụ khoa. Đúng vậy. Hút thuốc lá sẽ tăng thêm tỷ lệ sảy thai. Có nghiên cứu cho thấy, vô sinh, đẻ non, trẻ bị dị dạng đều có liên quan mật thiết đến thói quen thường xuyên hút thuốc lá. Vì sức khỏe của bé, chị em phụ nữ nên cai thuốc lá. Vâng, chị em phụ nữ khi mà sinh nở thì mô cơ xung quanh đường tiết niệu bị giãn. Một khi mà phục hồi không tốt thì sẽ dễ bị mất sức đàn hồi. Như vậy khi hoạt động mạnh, dễ đái són ra quần. Một cách luyện mô cơ âm đạo sau khi sinh nở cũng có thể giúp cho phục hồi chức năng mô cơ sau khi sinh nở là hít hơi cho cơ hậu môn co lại một lúc rồi thả lỏng, cứ 10 phút một lần và mỗi ngày 2 lần. Nếu như kiên trì trong 4 đến 6 tuần thì có thể rèn luyện và hồi phục chức năng của cơ. Ung thư buồng trứng là một căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất. Thời kỳ đầu của bệnh này thì không có triệu chứng gì. Một khi có triệu chứng lâm sàng thì thường là đã vào thời kỳ cuối. Vì vậy không thể coi nhẹ sự nguy hiểm của bệnh này. Qua các loại thức ăn để hấp thu vitamin C và E, uống thêm một lượng vitamin C và E thích hợp sẽ có tác dụng phòng chống. Nếu như mỗi ngày bổ sung 90mg vitamin C và 30mg vitamin E có thể giảm được 50% tỷ lệ mắc bệnh ung thư buồng trứng. Một khi có những triệu chứng như đau bụng, táo bón hoặc là đi ngoài, ăn uống không ngon miệng, mệt mỏi, sút cân, trực tràng hoặc là âm đạo tự nhiên ra máu, nếu như đầy bụng thì bạn phải đề cao cảnh giác kịp thời đi khám bệnh. Bởi vì những triệu chứng này có thể bạn có nguy cơ mắc bệnh ung thư trực tràng hoặc ung thư buồng trứng. Tuy mặc áo lót có gọng có thể nâng ngực tạo hình đẹp, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hoạt động của ngực. Trong lúc có kinh nguyệt, ngực tăng lên thì tất nhiên sẽ cảm thấy đau. Điều tra cho thấy mặc áo lót không có gọng nâng ngực thì trong kỳ kinh nguyệt ngực đỡ đau. Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống trên làn sóng điện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tiếp theo, Hùng Anh và Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn những điều cần chú ý khi ăn hải sản. Các bạn thân mến, rất nhiều người thích ăn hải sản, nhưng ăn thế nào cho đúng cách và không hại sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Vâng, hải sản thì rất nhiều dinh dưỡng nhưng cũng ẩn chứa một số nguy cơ đối với sức khỏe. Để đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh, bạn nên chú ý tránh những cách ăn sai lầm dưới đây. Thứ nhất là không nên luộc, hấp hải sản đông lạnh. Bạn nên hạn chế luộc hay hấp những loại hải sản đã để quá lâu trên gan đá. Khi đã để lâu thì chỉ có thích hợp để xào chiên hơn, bởi sau thời gian cất giữ, vi khuẩn dần hình thành, protein mất đi nhiều, không còn hương vị nữa. Ngoài ra thì bạn cần làm sạch và khử hết mùi tanh thường có của hải sản bằng hành, tỏi, sả, ớt, v.v. Khi ăn hải sản thì bạn nên chế biến và ăn càng sớm càng tốt và ở nhiệt độ cao sẽ an toàn cho sức khỏe. Ăn lúc còn nóng thì nhiều dinh dưỡng hơn là để nguội. Thứ hai là không nên vừa ăn hải sản vừa uống bia, sẽ dễ bị bệnh gút. Sự kết hợp giữa bia và hải sản là một trong những nguyên nhân phổ biến gây nên bệnh gút. Căn bệnh đang là mối lo lắng của rất nhiều người hiện nay. Lượng urine trong hải sản, trong quá trình trao đổi chất của con người thì sẽ hình thành axit uric.
Mà một khi chất này dư thừa thì có thể gây ra bệnh gút và các bệnh khác. Một lúc ăn nhiều hải sản rồi sau đó uống bia, nó sẽ tăng tốc độ cơ thể của sự hình thành axit uric. Lượng axit uric dư thừa sẽ tích tụ lại tại các khớp xương hoặc là các mô mềm, từ đó dễ dàng mắc chứng gút, viêm khớp xương và mô mềm, rất có hại cho sức khỏe. Thứ ba là không nên ăn trái cây và uống trà sau khi ăn hải sản. Sau bữa ăn, nhiều người thường có thói quen uống trà và ăn trái cây. Thực ra cho thấy điều này không tốt, bởi vì lượng axit tannic có trong trà khi kết hợp với lượng canxi có trong hải sản cũng sẽ tạo thành canxi không hòa tan, gây kích ứng lên hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó thì nó cũng gây ra các triệu chứng như là đau bụng, buồn nôn, nôn mửa và hiện tượng kết sỏi dẫn đến sỏi thận. Tốt nhất là sau khi ăn hải sản 2 tiếng trở lên, bạn hãy uống trà và ăn trái cây. Thứ tư là không ăn hải sản đã chế biến từ lâu. Hải sản bị chết hoặc bảo quản ở nhiệt độ thông thường, chúng rất nhanh chóng bị các vi khuẩn xâm nhập và sinh sôi nảy nở, nên dễ gây bệnh. Với một số loại hải sản như là cá ngừ, cá thu, vi khuẩn thậm chí biến thịt của cá thành chất độc gây ngộ độc với những triệu chứng như là đỏ da, nóng bừng, tim đập mạnh, đau đầu, khó thở, v.v. Thứ năm là không ăn hải sản cùng với thực phẩm có tính hàn cao. Hải sản vốn dĩ đã có sẵn tính hàn, do đó khi ăn tốt nhất nên tránh ăn kèm với những thực phẩm mang tính hàn khác như rau muống, dưa chuột, dưa hấu, lê, những đồ uống có ga, nước lạnh, v.v. dễ gây cảm giác khó chịu, đầy bụng, khó tiêu. Thứ sáu là nên ăn hải sản tươi sống và được nấu chín. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi mà ăn hải sản thì bạn hãy chọn hải sản tươi sống bởi giá trị dinh dưỡng. Sau đó mới là hải sản đã được đông lạnh, hải sản ướp đá cục thì cần xem xét kỹ trước khi chọn mua. Hải sản tươi mới còn nguyên vẹn giá trị dinh dưỡng, mùi vị thơm ngon, không chọn hải sản đã bị ươn thối, vỡ bụng, mềm nhũn, chảy nhớt, có mùi hôi, v.v. vì dễ gây ngộ độc cho người sử dụng. Muốn chế biến hải sản còn giữ được nhiều giá trị dinh dưỡng và vị ngọt thì nên hấp, luộc, nướng hơn là chiên. Cần làm sạch và khử mùi tanh thường có của hải sản bằng hành, tỏi, sả, ớt, v.v. Khi ăn hải sản, nên chế biến và ăn càng sớm càng tốt. Ăn lúc còn nóng thì nhiều dinh dưỡng hơn là để nguội. Thứ bảy là không ăn hải sản cùng với thực phẩm giàu vitamin C. Những món ăn chế biến từ hải sản như tôm, cua, sò, ốc thường rất bổ và tươi ngon. Bình thường những hải sản này không gây hại cho cơ thể. Nhưng nếu ăn kèm với lượng lớn thực phẩm giàu vitamin C thì lại gây hại cho cơ thể, gây ngộ độc thạch tín cấp tính. Nếu nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Các bạn thân mến, như chúng ta đều biết, hải sản giàu dinh dưỡng, ăn lại thơm ngon, nhưng không phải ai cũng thích hợp ăn hải sản. Vậy những người nào nên hạn chế ăn hải sản? Thứ nhất là những phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Bởi vì thường xuyên ăn hải sản sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển hệ thống thần kinh của thai nhi hoặc của trẻ nhỏ. Đặc biệt là những triệu chứng phải đến khi trẻ em từ 7 đến 14 tuổi mới xuất hiện. Cũng chính vì thế mà chuyên gia khuyến cáo các chị em phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên hạn chế ăn đồ hải sản. Tốt nhất mỗi tuần chỉ ăn 1 đến 2 lần và mỗi lần chỉ dưới 100 gram. Thứ hai là những người bị bệnh gút hay viêm khớp. Các món ăn từ hải sản cũng là những thực đơn kiêng kỵ đối với những người bị bệnh gút. Đây là căn bệnh được mệnh danh là bệnh nhà giàu do chế độ ăn nhiều thịt, hải sản và uống rượu bia làm tăng axit uric trong máu. Nếu không tiết chế kịp thời thì đến một lúc nào đó bệnh nhân sẽ rất đau đớn, đi lại khó khăn. Và thứ ba là những người bị dị ứng da. Hải sản là nhóm thức ăn gây dị ứng nhiều nhất trong số các trường hợp bị dị ứng trong khi ăn uống. Chất gây dị ứng có trong đồ biển khi vào cơ thể sẽ gây ra phản ứng quá nhạy cảm. Biểu hiện của dị ứng rất đa dạng và thường xuyên xảy ra rất nhanh. Thường chỉ vài giờ sau khi ăn, có người chỉ vài phút. Người bị nhẹ thì nổi mề đay từng vùng hoặc là khắp người, cảm thấy ngứa ngáy, phù nề mặt. Nặng thì ngoài nổi ban và ngứa, còn phù nề mặt, nôn,
bụng đau quặn, có cảm giác nóng rát vùng thượng vị, tiêu chảy, khó thở, vân vân. Cũng có trường hợp nguy kịch, người bệnh có phản ứng kiểu phản vệ dẫn đến tử vong. Quý vị và các bạn thân mến, vì thời gian có hạn, tiết mục Sức khỏe và đời sống hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Lệ Quyên cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hùng Anh xin chào quý vị và các bạn.